Rồi đầu tiên thầy sử dụng an, được chưa? Đó, an sử dụng khi nào? Khi nói đến một đối tượng chưa xác định, nói chung chung số lượng là một. Ví dụ thầy có là gì? Các bạn khỏi cần viết, các bạn khỏi cần viết đi. Khỏi cần viết, để tí nữa thầy gửi file rồi các bạn viết, các bạn nghe trước đi. Ví dụ I want to buy a house là tôi muốn mua một nhà, là chắc chắn là mấy đứa chưa biết ngôi nhà nào hết. Nhưng mà một ngôi nhà bất kỳ và số lượng của nó là một. Thì các bạn I want to buy a house, biết ngôi nhà đâu, thì rõ ràng là đối tượng này ngôi nhà nó chưa xác định, nó nói một cách chung chung, được chưa các bạn? Đó, họ tiếp tục I need to have a boyfriend, tôi cần phải có một người bạn trai, được chưa? Vậy bộ sau này một bạn kiểu như là đã 40 tuổi rồi mà chưa có người yêu, được chưa? Thì nói I need to have a boyfriend, I need to find a boyfriend right now, được chưa? Thì chắc chắn là bạn trai, nó biết rằng bạn trai chưa thì chưa xác định, được chưa? Thì nói chung chung thôi đó, phải dùng là ok, hoặc là in. Nhưng mà khi nào in là quá đơn giản rồi, được chưa? Chẳng lẽ giờ thầy nói là in, đúng không các bạn? Đó, đối với trường hợp một đối tượng chưa xác định, nói chung chung và số lượng của nó là một. Cái thứ hai, sử dụng khi lần đầu tiên mình đề cập đến và người nghe lần đầu tiên biết đến. Sử dụng khi lần đầu tiên đề cập đến và người nghe lần đầu tiên biết đến. Ví dụ I met a girl yesterday, tôi đã gặp một cô gái hôm qua, được chưa? Câu này thầy kể với mấy đứa nè, câu này thầy kể với mấy đứa thì rõ ràng giờ thầy nói là tôi gặp một cô gái, được chưa? Thì rõ ràng mấy đứa đâu biết cô gái nào đâu, lần đầu tiên mình thầy kể mà, được chưa? Đó, cho nên là lần đầu tiên đề cập tới một đối tượng thì phải dùng hoặc là in, nếu mà số lượng là một các bạn, được chưa? Như giả bộ I met five girls yesterday thì đối với trường hợp này là gì? Thì năm cô gái rồi, không còn nữa. Năm cô gái thì số nhiều các bạn phải thêm s thôi, được chưa? Thì ngày hôm qua tôi đã gặp một cô gái, không được I met one girl, nhưng mấy đứa I met a girl yesterday là lần đầu tiên mình đề cập, được chưa? Kể mấy đứa kể một chuyện thì lần đầu tiên kể phải dùng và chữ in, được chưa các bạn? Đó, tiếp tục thầy còn gì nữa? There is an umbrella in my house, là có một cái dù ở trong nhà của tôi, được chưa? Các bạn nhớ sâu there is, nó luôn luôn là và in, có là các một. Các bạn nhớ chữ có thì lúc nào cũng là lần đầu tiên mình đề cập đến. Ví dụ có một con ba đằng kia, rõ ràng lần đầu tiên mình đề cập, được chưa các bạn? Đó, có một con chó ở ngay kia, đó cũng là lần đầu tiên mình đề cập, cho nên là chữ there is là luôn luôn là lần đầu tiên đề cập, cho nên phải có hoặc là in, được chưa bạn? Mà bởi vì cái này là là nguyên âm cho nên phải dùng in, ổn không các bạn? Lần đầu tiên đề cập đến, được chưa? Ví dụ thầy có này, where did you go last night, cái này bị viết sai đến tạm. Where did you go last night, đêm qua mày đi đâu vậy? We went to a party last night, được chưa? Là chúng tôi đến một buổi tiệc vào ngày hôm qua. Thì cái party này lần đầu tiên kể cho người A, cho nên là phải dùng chữ hoặc là chữ in, nhưng đối với trường hợp này chắc chắn là phải dùng chữ rồi, lần đầu tiên mình đề cập đến, được chưa các bạn? Rồi cái thứ ba gì đây, dùng để sử dụng in khi mô tả về một đối tượng, được chưa? Mô tả về một đối tượng, được chưa? Thì mấy đứa nghĩ đi, mô tả về một đối tượng thì nó phải gì? Nó phải có tính từ phía trước. Mô tả thì chắc vẫn phải có cái tính chất, cái tính từ, một cái tính chất, một cái đặc điểm của cái đối tượng đó, được chưa? Đó, thì các bạn nhớ về một đối tượng mô tả thì phải luôn luôn sử dụng hoặc là in. Hồi trước giờ thầy hay nói với mấy đứa là gì? Tiếng Việt của mình, tôi là một học sinh giỏi, tôi là học sinh giỏi và tôi là một học sinh giỏi. Đó, thì chơi cái nào cũng được, mấy đứa có chữ một cũng được, không có nó cũng không sao, đúng không? Nhưng mà bình thường mấy đứa chỉ nói ngang ngang gọi là tôi là học sinh giỏi, đúng không các bạn? Đó, hoặc là tôi là một giáo viên, tôi là giáo viên, đó, khỏi bằng chữ một cũng được không sao, đúng không các bạn? Đó, như trong tiếng Anh các bạn mô tả về bất kỳ một đối tượng nào thì phải luôn luôn có và in, được chứ các bạn? Xác định đối tượng nào đó, kiểu như là nói về đối tượng nào đó, mô tả luôn và in cho thầy. Đó, ví dụ thầy có ở đây she is generous, ví dụ như là thầy có là Phi Nhung là người phụ nữ gì đây, generous là gì các bạn? Đó chính là hào phóng, đúng không? Phi Nhung là người phụ nữ hào phóng thì tiếng Việt thì chắc chắn nghe câu này người ta hiểu rồi, được chưa? Nó không sang ngữ pháp chỗ nào hết, được chưa? Nhưng trong tiếng Anh bắt buộc là phải có chữ một, như thế này Phi Nhung là một người phụ nữ hào phóng, được chưa? Đó, phải có chữ hoặc là chữ in, thì đối với trường hợp này thì chắc chắn là phải chữ ổn các bạn, mô tả về một người mặc dù đã biết người nào rồi, được chưa? Phi Nhung thì chắc chắn ai cũng biết rồi, được chưa? Nhưng mà mình muốn mô tả thì có phải có tính từ, ở tính từ sau đó một cái danh từ thì phải có chữ hoặc là chữ in, được chưa? Đó, các sử dụng chữ và chữ in đơn giản như bạn, khá là đơn giản, đúng không? Rồi sau đó sử dụng the khi nào? Sử dụng the khi mà đối tượng đó đã được xác định, cả người nói và người nghe đều biết đối tượng nào. Ví dụ look at the dog next to the tree thì rõ, nhìn cái con chó ngay đây, nhìn cái con chó bên cạnh cây kìa, thì chắc chắn con chó đâu, nó quá rõ rồi, con chó ngay cạnh cái cây, được chưa? Nó đã rõ quá rồi, được chưa? Chứ không ai nói gì nhìn một con chó ngay cạnh cái cây kìa. Ủa, tự nhiên nhìn một con chó ngay cạnh một cái cây là không được, được chưa? Xác định cái cây luôn không được, next to a tree, no, không dùng next to a tree,
Được chưa? Xác định cái cây luôn thôi. Được, nhìn con chó nghe cây thì chữ giờ nó có nghĩa không? Giờ nó có nghĩa mà tiếng Anh là phải thêm vào, ngộ vậy đó. Được chưa bạn? Là khi đối tượng khi xác định đối tượng đó rồi. Thứ hai là vừa nãy thầy nói là sử dụng khi cả người nói và người nghe đều biết đối tượng nào. Ví dụ thầy nói ờ tắt tivi đi mấy đứa. Thôi thầy mấy đứa tắt cam đi. Tắt cam đi. Được chưa bạn? Tắt cam thì chắc chắn là biết cái cam của mấy đứa rồi. Được chưa? Xác định luôn rồi. Được chưa? Ví dụ thầy nói là ở trong phòng sau này mấy đứa học thầy đi. Đó, trước khi mà về thầy nói ồ mấy đứa trước khi về mấy đứa cũng vui lòng mấy đứa đóng cửa lại nha. Đóng cái cổng lại chứ không thôi là con đậu nhà thầy nó chạy ra nó cắn lộn đó. Được chưa? Thì rõ ràng cái này là cổng nhà thầy có mấy cổng thì chắc chắn sẽ xác định luôn rồi. Thì chưa the gate. Please close the gate when you leave. Được chưa? Là nhớ là đóng cổng lại khi mà rồi. Được, các bạn xác định cái gì đây? Xác định cái cổng luôn rồi. Cả người nói và nghe đều biết cái gì luôn. Được chưa? Tiếp theo. Remember the girl I told you yesterday. Hey, remember the girl I told you yesterday là mày có nhớ cái con nhỏ mà tao kể với mày ngày hôm qua hay không? Được chưa? Thì nói câu này thì rõ ràng người nghe đã biết cô gái nào rồi bởi vì ngày hôm qua đã kể. Được, các bạn remember không được. Remember a girl. Có nhớ một cô gái? No, no, no. Làm cái người này đã biết cô gái này chưa? Biết rồi. Cô gái nào? Cô gái ngày hôm qua đã kể. Được chưa? Đã xác định rồi. Được chưa? Dùng Peter. Ổn mà. Ok. Rồi tiếp tục. Hồi nãy thầy nói là gì? Nếu lần đầu tiên đề cập tới một đối tượng dùng an, thì nếu đề cập sang lần thứ hai thì phải dùng the. Đúng không các bạn? Đó. Tuy nhiên nếu câu sau nó mô tả đối tượng đó thì phải dùng và an. À, được chưa? Hồi nãy thầy nói gì? Mô tả về cái gì? Đề cập đối tượng lần đầu tiên á thì dùng an. Nếu mà đập cái lần đề cập sang lần thứ hai thì chắc chắn là phải dùng the rồi. Được chưa? Đó, bởi vì nói buổi ví dụ thầy có này, I went to a party yesterday. À, thì chắc chắn là lần đầu tiên kể. Cái buổi tiệc nó có nhiều người thì rõ ràng là đề cập lần thứ hai cái buổi tiệc này. Nhưng mà dù sau đó mấy đứa mô tả nó là một buổi tiệc gì đây tuyệt vời thì rõ ràng có tuyệt vời là tính từ nè, party là buổi tiệc thì rõ ràng là dùng để mô tả, cho nên phải luôn luôn có hoặc là có nếu mà nói về ở khi nào nói về số lượng đó là một. Nắm chưa các bạn? Đó, các bạn nghĩ uống thầy ơi chữ party này nó lặp lại lần thứ ba rồi mà, nhưng mà nó dùng để mô tả, các bạn phải nhớ như vậy. Mô tả nó có tính từ nè. Được chưa các bạn? Nó là một buổi tiệc tuyệt vời. Các bạn đã nắm được chưa? Hiểu không các bạn? Thầy nghĩ cũng khá là dễ đúng không? Đó, ok. Rồi hồi bữa thầy cũng phân biệt các bạn rõ go to school và go to the school. Nói lại cho các bạn 11 và bạn nào chưa nhớ thì nhớ lại. Được chưa? Mình sử dụng một cái nơi chốn, ví dụ nhà thờ, church, prison là nhà tù, hoặc là thầy có từ gì? Từ gì ở nhà tù các bạn? Từ gì? Các bạn nói thử tao nghe nè. Từ gì mà nhà tù? Jail, đúng rồi, chính xác. Jail. Đấy, các bạn nhớ cái này chỉ treo này, không phải là treo chiếc tóc này mấy đứa. Được chưa? Này là jail, đây chính là nhà tù. Được chưa? Đồng nghĩa với chữ prison, đọc là prison nha các bạn. Đó, school là trường học, là hospital. Nếu mà không có mạo từ, khi cái người mà đến nơi đó nó đúng mục đích. Khi người mà đến nơi đó nó đúng mục đích. Ví dụ go to church, ví dụ như là I go to church every Sunday. Được chưa? Là tôi đến nhà thờ mỗi chủ nhật. Được chưa? Thì chắc chắn mấy đứa mà bạn nào bên đạo đúng không? Đạo Thiên Chúa thì đi nhà thờ thì với mục đích là gì? Đi nhà thờ để làm lễ thì không có tờ. Tương tự thầy có in prison. Ví dụ my brother killed a woman là anh trai tôi giết một người phụ nữ. Vì vậy anh ấy ở tù 3 năm trước. Được chưa các bạn? Thì rõ ràng giết người thì vô tù là có mục đích chính là gì? Ở tù đúng không các bạn? Đó, ok, tiếp tục. Go to school, học trên đến trường học. Ví dụ mấy đứa con học sinh đúng không? Thì mấy đứa I go to school every day, tôi đi học mỗi ngày, thì mấy đứa đến trường đi học thì rõ ràng là gì? Phục vụ mục đích đi học. Được chưa các bạn? Và cuối cùng in hospital, người bị bệnh thì đến bệnh viện. Đó, ví dụ thầy cái I was in hospital in 3 days last month because I was sick. Được chưa? Bởi vì là tháng trước là tôi bị bệnh cho nên là tôi ở trong bệnh viện 3 ngày. Bệnh thì ở trong bệnh viện thì đúng mục đích của nó là gì? Là vào để mình khám sức khỏe. Được chưa? Còn nếu đối với những cái nơi đó mà nó không đúng mục đích thì bắt buộc là phải thêm the. Những cái nơi đó mà nó không đúng mục đích thì các bạn phải thêm the cho thầy. Nếu không đúng mục đích là như thế nào? Ví dụ many foreigners visit the church to take photos là nhiều người nước ngoài, khách du lịch nước ngoài đến thăm cái nhà thờ để chụp ảnh là xác định cái nhà thờ luôn rồi. Các bạn nhớ the church là xác định cái nhà thờ nào luôn rồi. Nhưng mà rõ ràng có dùng đến cơ để phục vụ mục đích chính là đi lễ không? Không. Được chưa? Đó, đâu phải dùng mục đích chính để đi lễ đâu. Được chưa? Nếu mà các bạn đi lễ là go to church. Được chưa các bạn? Hiểu không? Rồi tiếp tục. My mother went to the school to meet my teacher. Mục đích của mẹ đến là gặp giáo viên chứ không phải là đi học. Nếu mà mẹ thật sự đi học á thì là go to school hoặc là go to her school nha các bạn. Đó, và cuối cùng là the workers will go to the church to repent it là những người công nhân sẽ đến nhà thờ để sơn lại nó. Đến nhà thờ này có phải là dùng để đi lễ nhà thờ không? Là dùng để sơn lại nó.
Được chưa? Xác định cái nhà thờ nào luôn rồi. Được chưa bạn? Các bạn đã nắm được chưa? Đó, thì cái phần này thầy đã nói rồi, cũng khá là đơn giản. Ổn không? Rồi, nhưng mà một cái số cái điểm lưu ý mà mình không được sử dụng mạo từ. Đầu tiên, on bed. Được chưa? Các bạn nhớ tiếng Việt. Ồ, thầy có nói rồi, thầy nói lại cho các bạn cho nhớ. Được chưa? Là tiếng Việt mình hay nói là ở trên giường là thầy xin lỗi. Thầy xin lỗi, thầy xin lỗi. Cái này bị nhầm, cái này bị nhầm. Cái này phải là gì các bạn? In bed. In bed nha, thầy bị nhầm đó. In bed. Bỏ chữ on cho thầy nha, bỏ chữ on thầy. Nó phải là in bed mới chính xác. Tiếng Việt mình nói là gì? Ở trên giường. Đúng không? Ở tiếng Việt mình là nói là ở trên giường. Đúng không? Các bạn cứ ghi chữ on bed là không được. Trong tiếng Anh phải dùng chữ in bed. Nó ngộ gì đó. Được chưa? Tương tự, thầy có ở trên trời. Các bạn hay dùng là gì? On the sky, nhưng có đúng không? Phải là in the sky cho thầy. Nhớ nha, đề thi thầy như là như đề thi năm nay đã ra hay là mấy năm trước đúng rồi, mấy năm trước đã ra chấm 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 the sky, chọn cho thầy in. Có bạn cứ nghĩ dịch sang tiếng Việt á, từ tiếng Việt sang tiếng Anh các bạn dịch là gì? On the sky là tàu lao. Được chưa bạn? Phải là in the sky. Các bạn tưởng tượng đi, con chim. Con chim nó ở trên mình thôi. Nhưng mà đối với bầu trời á thì nó đang ở trong bầu trời. Cho nên là tiếng Anh nó đúng hơn tiếng Việt của mình. Nó ở trên là trên bầu ở trên mình thôi. Được chưa? Trên đầu mình thôi, là above mình thôi, above us, đúng không? Đó, còn là ở trong bầu trời, nó so với bầu trời thì nó ở trong bầu trời. Được chưa bạn? Đó, phải in the sky, hoặc là in bed. Không có in the nhé bạn, không có in the nữa, in bed nhanh gọn. Được chưa bạn? Rồi, tiếp tục thầy có go to bed chứ không được go to the bed. Cái này cũng khá là dễ rồi, đúng không? Rồi, tiếp tục thầy có at work hoặc là go to work. Được chưa? At work hoặc là go to work là đi làm việc. Được chưa? Không thể là go to the work được. Nhớ các bạn, tiếp tục thầy có in space. Trong không gian vũ trụ. Không gian vũ trụ là không có the space. À, được chưa? Đó, hình như cái phần này chưa năm nào ra. Cho nên nó có ra in chấm chấm space. Không chọn gì hết. Trong không gian vũ trụ. Được chưa? Nhưng mà không gian, ví dụ như cái không gian này nó chật quá. Thì cái này có liên quan tới không gian vũ trụ không? Không, cái này không phải không gian vũ trụ. Được chưa? Thì thầy phải dùng gì? The space. In space. Space này đang nói về không gian vũ trụ. Nhưng mà không gian nhà này nó nhỏ quá. Thì nói sao? The space. Được chưa? Đó. Mình không dùng mạo từ đối với trường hợp nó là không gian vũ trụ, nhưng đối với trường hợp này này không phải không gian vũ trụ, ví dụ không gian nhà của mày đó thì nó bị nhỏ, the space is small. Mấy bạn đã nắm được chưa? Đó, ok ha. Ổn ha. Rồi tiếp tục thầy có ở đây. Đối với những cái bữa ăn thì chắc chắn là không được có the, không có mạo từ. Ví dụ tôi ăn trưa vào lúc 3 giờ. Tôi hay ăn trưa vào lúc 3 giờ, tôi ăn sáng vào lúc 8 giờ. Have lunch, have breakfast, have dinner. Nhưng mà a big breakfast, a nice dinner. Thầy nói chưa? Thầy nói rồi. Nói lại cho nhớ. Nhưng mà cái này ngày hôm nay thầy nói kỹ hơn là dùng để mình mô tả. Đúng không? Dùng để mô tả thì phải có gì? Nó có tính từ nè. Một bữa ăn sáng rất là nhiều đồ ăn, hoặc là một bữa ăn tối rất là tuyệt vời. Đó, dùng để mô tả cho nên phải có hoặc là in. Đúng các bạn? Hoặc là in. Ok. Tiếp tục thầy có life, cuộc sống. Cuộc sống là không có the, không có không, nói chung là không có mạo từ. Được chưa? Đó, ok. Vì cuộc sống ngoài xã hội thì nó rất là phức tạp, chẳng hạn là dùng chữ life không có gì hết. Và cái chữ life này đề thi một năm đã ra rồi, nó cho chấm 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 life, chọn and the và không có gì thì chọn không có gì, thầy đã có một năm đã ra rồi. Được chưa bạn? Đó, ổn ha. Cuộc sống là không có and l gì hết. Được chưa? Và cuối cùng, loài động vật nói chung chung, được chưa, thì biến nó thành số nhiều thì không có the nữa. Một khi đã biến thành số nhiều thì không có the. Cái này thầy nói nhiều chưa? Nó rất là nhiều rồi. Được chưa? Vì giraffes are tall. Được chưa? Hươu cao cổ thì cao, hoặc là the giraffe is tall. Nói về nó loài nha các bạn, cái gì nói chung chung biến thành số nhiều, cái gì nói chung chung biến nó thành số nhiều và không có the gì nữa và chia nó thành số nhiều thôi. Được chưa? Còn đối với loài nó là trường hợp đặc biệt, the cộng với số ít rồi sau đó chia thành số ít thôi. Nắm được chưa các bạn? Đơn giản không? Dễ. Yeah. Được chưa? Rồi hồi nãy thầy, hồi bữa giờ thầy cũng gửi các bạn những cái link, cái bài ở trên trường, trong sách của mấy đứa, ví dụ như là internet này phải có the nè, rồi ví dụ như là còn, ví dụ như là những cái quốc gia, ví dụ như là những cái quốc gia thì không có the, đa số những cái quốc gia là không có the. Được chưa? Nhưng trừ như một số trường hợp, ví dụ là vương quốc là phải có the, Mỹ là phải có the, the United States, the United Kingdom. Được chưa? Đó, hoặc là the Philippines, đúng không bạn? Philippines là phải có the thầy. Nhớ là ba cái đó thầy. Hoặc là the United Nations. Đây các bạn, the United Nations là gì các bạn? Là gì mấy đứa? The United Nations là gì? Liên Hợp Quốc. Đúng rồi, chính xác, Liên Hợp Quốc. Được chưa? Là có the thầy. Được chưa? Rồi những cái gì nữa? Đó chính là những cái có độc nhất vô nhị. Nói chung gì? The sun hoặc là the moon. Đúng không các bạn? Đó, còn trái đất thì gì? Earth thì có the cũng được, không có cũng không sao. Nhưng mà những cái này các bạn phải viết hoa. Những cái này các bạn phải viết hoa. Được chưa? Có the cũng được, không có cũng không sao. Đối với cái trường hợp là hành tinh. Đúng không các bạn? Đối với trường hợp hành tinh. Ở đa số thầy thấy là không còn. Không còn phải the nữa. Ví dụ như là sao hỏa là Mars, Jupiter là Jupiter. Thôi sau này nói sao? Sao mộc là gì tính sau đi? Đó, được chưa các bạn?
À, ổn ha, Mars có được được không có không sao, nhưng đa số là thấy không có thật. Ổn ha các bạn. Ok ha. Rồi, thì bây giờ sẽ làm bài tập. Ừ, thầy thầy làm song song với các bạn rồi, một làm một bài làm thầy hai câu nha, một bạn làm thầy hai câu. Rồi các bạn nào thắc mắc không ta? Các bạn nào thắc mắc không? À thắc mắc thì có thể coi lại video thôi. Rồi, bởi vì thầy nghĩ phần mạo tượng nó cũng dễ thôi, thầy nghĩ là nếu ra thi thì nó sẽ ra một câu, trung học phổ thông quốc thầy nó sẽ ra một câu. Được chưa? Còn ở trên trường mấy đứa thầy nghĩ nó sẽ ra hai câu. Được chưa? Rồi. Thầy đầu tiên mà nhi bắp này làm thầy hai câu đầu tiên này em. Đây thầy. Vô lên làm cho thầy hai câu đầu tiên. Dạ có một em chọn em thầy. À, tại sao? Dạ thì si là kiểu si sun rồi moon rồi thầy thì mình sẽ chọn đờ Đờ, đúng nhưng rồi. không biết I would like to live by the sea, chúng được by the sea. Được chưa? Cái biển hồ vậy chơi tờ thầy. Những cái biển hồ ấy chơi đờ hết cho thầy. Hồ là không có, thầy xin lỗi, hồ là không có, hồ là không có. Ví dụ Su Hương Lay chứ không được là không không có được the Su Hương Lay, Lay là không có. Được chưa? Đó, hoặc là những cái gọi là nãy thầy quên nói, ví dụ như là những cái bữa thầy nói rồi mà bây giờ thầy nói lại, đó chính là một cái những cái biển nè, những cái đại dương là có the thầy. Được các bạn. Rồi còn gì có the nữa thầy quên rồi. Đó chính là những cái địa lý, những cái gì liên quan tới địa lý đó các bạn, quan the thầy, trừ cái hồ thôi. Được chưa các bạn? Đó, rồi câu số 2 thầy mời một bạn nè, thầy mời em làm luôn mà xin lỗi. có số 2 còn D thầy. Đúng rồi, S gì đây? SC. À, là không có gì đúng không? Đó thì giờ thầy sẽ coi. Vậy là Harry là một thủy thủ và anh ấy dành hầu hết cuộc đời mình ở biển. Được chưa? Tại sao cái này không được không không được chọn the nữa? Dạ để gì có ạ nữa đây. Ủa có add làm được hả? Dạ. Nó giống y chang như các bạn nói là go to school gì đó, hoặc là go hoặc là in prison. Cái này rõ ràng là gì? Thủy thủ. Thủy thủ thì chắc chắn là mục đích là gì? Ở gì đấy? Là ở biển rồi, cho nên không at the sea nữa, SC thôi. Được chứ các bạn? Nó giống như là at work gì đó, là không có at the work. Được các bạn? Đó y tương tự là in bed, là không có in the bed nữa. Được chưa? Hai cái này là khác nhau. Ổn các bạn. Rồi tiếp tục câu số 3 nè, thầy mời bạn bạn Anh nè, bạn Anh nè. Anh lớp 11 đó đúng không? Phải không? Ừ đúng rồi. Dạ thưa thầy là em chọn C. C, tại sao dùng C là rỗng em? Tại sao rỗng nè? Dạ tại vì nó không cần phải thêm. Đúng rồi, không phải thêm. Nhưng space bạn nghĩ là gì? Không gian. Không gian là không không cần thêm. Vậy em dịch giúp thầy nè. Dạ có 1 triệu Có 1 triệu, USD. billion là phải 1 triệu đâu em. Dạ một tỷ. Có hàng tỷ, em thêm S, em dịch cho thêm chữ hàng. Có hàng tỷ ngôi sao trên như đây, ở trên không gian, ở trong không gian. Đưa cho em, đó, rồi ổn áp, chọn câu 4 này coi. Dạ có 4 chọn chọn A. Rồi, tại sao chọn A? Dạ tại vì Này có phải không gian vũ trụ nữa không? dạ không. Không, đó, em dịch giúp thầy nè. Dạ cậu ấy cố gắng chất. Park là gì? Dạ em không biết thôi. Park là đậu em, đậu xe. Biết bảo thầy park động từ mang nghĩa là đậu xe. Viết xong là nhớ nha, bởi vì những từ vựng này rất là cơ bản nha. Biết là park là đậu xe. Động từ phải công viên nữa nha. Anh ấy cố ở đây, anh ấy cố gắng đậu xe của nấy. Nhưng mà ở đây cái gì em? Nhưng mà cái gì? Dạ không gian không có đủ lớn. Đúng rồi, không có đủ lớn. Được chưa? Đơn giản. Rồi câu số 5 thầy mời bạn tiếp theo. Thầy mời một bạn bạn Trịnh An đi, Trịnh An nè. Câu số 5 là D. Số 5 D, tại sao? Dạ tại vì Đúng rồi, nhưng mà là sao? con Thì biết giải thích sao mà. không biết giải thích thì nhớ là nó không đi theo gì hết, đơn giản thôi. Thì watch là watch TV thôi, làm có watch the TV nữa. Để chơi watch TV thôi, không có watch the TV đâu, có 6. Thì con 6 là A. À, tại sao? Tại vì cái television đó là nó xác định. Đúng rồi, chính xác. À, bạn có thể tắt cái TV được không? Đơn giản, đúng không? Rồi, cảm ơn em. Rồi, câu số 7, câu số 8. Thầy mời bạn tiếp theo nè. Thầy mời một bạn bạn Gia Lợi nè. Gia Lợi có chưa ta? Gia Lợi vô Dạ, chưa? con đây Ok, rồi. là chọn thầy câu 7 rồi. Câu 7, câu 8. Dạ, câu 7 là C. C, tại sao C? Dạ, hay là do không có đi giúp đồ hay là Đúng rồi, đối với các em ok, ổn, đơn giản. Tiếp tục câu số 8. dạ a À, tại sao A? dạ là chúng
bữa ăn á thầy. Đúng rồi, một bữa ăn, đúng rồi. Đó, một bữa ăn, chúng tôi có một bữa ăn ở tại một cái nhà hàng. Thì lần đầu tiên đề cập em biết nhà hàng không chứ? Nhà chung. Chưa, lần đầu tiên em đề cập đến, được không? Tôi có một bữa ăn tại một cái nhà hàng. Được chưa, lần đầu tiên mấy đứa kể. Rồi con số 9 cho thầy luôn đi, con số 9 luôn. Con số 9 luôn. Dạ, chọn A. À, tại sao A luôn? Dạ, do miêu tả. Đúng rồi, mô tả chính xác, giỏi, thầy cảm ơn em. Rồi, câu số 10, câu số 11, thầy mời bạn Bính nè. Bính, Bính, Bính. Để cho em suy nghĩ chứ thầy. Ừ, làm đi. Đọc chứ. Rồi, ổn chưa? Dạ, thầy có 10 chọn A. Tại sao chọn A? Dạ, thầy... Biết người nào chưa? Biết người nào chưa? Dạ, chưa. À, chưa biết người nào, em chọn tôi mất tiêu rồi. Đúng không? Thì cái này đang nói chung chung hay nói cụ thể? Dạ, đang nói chung chung. Nói chung chung thì như phải như thế nào? Chọn D. Đúng rồi, đâu có gì đâu. Được chứ? Thì câu này dịch như thế nào em? Vậy là nè, người ta đi, người ta đừng con người, người ta. Người ta có thể mua mọi thứ họ cần ở đâu? Đúng rồi, đơn giản cái này nói chung chung. Biết là số nhiều mà số nhiều của person nó thành people tiêu rồi. Được chưa các bạn? Đó, ổn ha. Rồi nhưng mà hồi nãy bữa thầy có viết các bạn có sẵn các bạn trong cái tờ giấy đúng không? Đó chính là nói về người, ví dụ người nghèo, người giàu đúng không các bạn? The rich hoặc là the poor. Được các bạn? Đó, the còn với một cái thính từ để nói về một cái bộ phận người nào đó. Được chưa? The rich hoặc là the poor. Nói về một bộ phận người nào đó, nói chung chung. Được các bạn? Hoặc là tí ta có là người thất nghiệp nè. Được chưa? Đó, người giàu, người nghèo hoặc là người thất nghiệp nè. Được chưa các bạn? Đó, the cộng với tính từ. Được chưa? Đó, dùng để nói mô tả về một cái gì đây? Một cái đối tượng nói chung chung. Được chưa các bạn? Đó, ổn ha. Nó toàn thể những người đó liên quan luôn các bạn. Đó, ok ha. Rồi nhớ the rich, the poor. Hoặc là gì nữa? Ví dụ thầy có the Vietnamese là người Việt Nam. Là phải có the thầy. Đó, được chưa bạn? The Vietnamese là phải có the thầy. Là người Việt Nam nói chung. Được chưa? Hoặc là the Chinese, the Japanese. Hoặc là the Malaysian. Được chưa? Đó các bạn, ổn ha. The Malaysian là người Mã Lai nè. Người Việt Nam nè. Người Trung Quốc nè. Người Nhật nè. The Japanese. Được chưa các bạn? Đó, cái chữ giờ đối với phía sau nó là chữ mi rồi an là người nói chung. Nhớ thầy nha. Rồi, câu số 1 nè em. Dạ, thầy có một chọn D thầy. Câu D tại sao? Dạ, lục thì không dùng mẹ từ. Không dùng mẹ từ cho châu lục. Được chưa? Đó, nhưng mà giờ Bình nhắc lại thầy. Bình nhắc lại cho các bạn nhớ là một số cái quốc gia là bắt buộc là phải dùng chữ giờ. Ví dụ, giờ gì? Nhớ không? Những cái vương quốc nè, những cái vương quốc như là những quốc gia mà có nhiều đảo đó. Dạ, có quốc gia. Ví dụ the Kingdom hay. Đúng rồi, the United Kingdom, the UK nè. Yeah. The gì nữa? The United gì nữa? Và một cái cuối cùng là the United States còn gì nữa? The Philippines. Đúng không? Đó, nhớ thầy ba cái này là có tờ. Ổn ha. Rồi, cảm ơn em. Các bạn nhớ đa số những quốc gia là không có tờ nữa. Đa số những quốc gia là không có tờ nữa và những cái châu lục. Được chưa? Nhưng những cái đại dương là phải có tờ. Ổn mà, rồi câu số 12, câu số 13 nè, thầy mời một bạn nè. Thầy mời bạn bạn An nè, lớp mình có bạn An không? Ờ có, hồi nãy thầy gọi rồi thầy quên. Ờ vậy thầy mời Cao nè. Câu số 12 nhân Cao. Dạ thưa thầy, câu số 12 em chọn D. Tại sao chọn D? Dạ thưa thầy là English, một cái đất nước. Ờ cái này phải đất nước đó, cái này phải đất nước đó. Ủa? English đó phải đất nước. Dạ, tiếng Anh. Ngôn ngữ, các bạn nhớ ngôn ngữ là không có the, ngôn ngữ là không có mạo từ nữa. Được chưa, không có the English. Được các bạn, đó nhưng mà nếu mà các bạn nói là the English thì đây là người Anh. Người Anh. Được chưa các bạn, đó, các bạn nhớ the English thì các bạn sẽ dự là người Anh. Nhưng mà cái này gì, mình có gì, major là gì có biết không em, major in là gì có biết không?
Em biết à. À, viết bài cho nhớ nha các bạn, viết bài cho nhớ chữ major in là gì, các bạn nhớ, các bạn đã biết major in mang nghĩa là gì? Chuyên ngành. Thầy, đúng rồi, chuyên về họ chuyên ngành, viết vào thầy nha, chuyên ngành. Để thầy check note lại. À, ngày hôm nay mình học chữ major in chuyên ngành. Nhớ nha. Đó, thì cái này vừa danh từ, vừa là động từ, thì trong này chắc chắn là động từ rồi. Anh ấy chuyên ngành về gì đấy? Tiếng Anh. Được chưa? Tiếng Anh là không đếm được, tiếng Anh là một ngôn ngữ, các bạn nhớ. Môn học là thêm không thêm the. Môn học là không thêm the, không thêm mạo từ. Nhớ nha, môn học là không thêm mạo từ, thầy có viết cho mấy đứa rồi đó. Môn học là tuyệt đối là không mạo từ. Được chưa? Rồi, câu số 13 cho thầy luôn nè em. Chọn không, câu dê. Tại sao chọn không? Vậy thì thầy nói là quốc gia American. Đâu phải quốc gia đâu em. Yeah. American đâu phải quốc gia. Em phải có American writer là gì? Cái nhà văn Mỹ. Nhà văn người Mỹ. Được chưa? Cái này là có phải dùng để mô tả không? Dạ. Một nhà văn người Mỹ phải phải là dùng để mô tả không? Dạ, nói về cái chủ ngữ luôn thầy. Nó giống như một cái chủ ngữ. Làm chọn gì? Dạ là chọn là ân. Được chưa? Đã đang rõ ràng đang mô tả chứ chủ ngữ làm gì cho mất công. Được chưa? Cái này dùng để mình mô tả. Được chưa? À, Mark Twain là một cái nhà văn người Mỹ. Được chưa? Chứ này không phải nước Mỹ em. Cái này phải America. Được chưa? Mà giả bộ có đúng rồi, America là không có the. Không có không có in gì nữa. Được chưa? Đó, ổn ha. Rồi thì câu này chọn in nữa thầy. Rồi tiếp tục câu số 14, làm luôn thầy câu số 14 đi cao. Vậy deny thầy. Deny à, có tại sao deny? Dạ vì cái cụm em thấy nó vậy, em hay đọc mấy cái bài tiếng Anh em thấy nó vậy. Bài deny hả? Dạ. Ok, rồi có bạn nào có câu hỏi khác không? Dạ em chọn câu D. Có B hả? Có D hay có B? D thầy. Có D, tại sao là không? Nhớ hồi bữa em cũng đọc cái gì mà gì Paris by night. Rồi Paris by night chứ làm gì Paris by the night. Đúng các bạn, Paris by night cho thầy. Được chưa các bạn? Đó, Paris by night. Được chưa? Là như là by night chứ không được by the night. Nhớ nha em. Được chưa? Rồi câu số 15 và câu số 17 cho thầy. Ủa bạn nào thầy quên tiếp bạn nào đấy? Thầy mời bạn đang đi, đang thầy có số 15 câu 17 suy nghĩ đi em. Dạ câu 15 em chọn C. Câu 15 chọn C đúng không? Chọn sao chọn C? Dạ tại vì nó xác định đó là cái chuyến tàu của mình. Uh-huh. Nên là nhưng mà cái này thầy không tự nhiên xác định chuyến tàu này mất công. Có bạn nào có cách giải thích khác? Đúng rồi, những cái thứ tự là phải có the thầy. The first, the second, the third. Cuối cùng nó cũng là thứ tự. Đó, cho nên là phải có the cho thầy. Được chưa các bạn? Đó, ổn ha. Rồi tiếp tục câu số 1 nhớ là thứ tự nha. Là phải có the, ví dụ the first time, the first people. Hoặc là the second person. Được chưa? Đó, rồi vô câu số 17, làm tiếp đi em. Câu 17 cũng chọn tờ thôi. Chọn tờ, tại sao chọn tờ? Tại vì ngôi nhà thứ ba là. Được chưa, ổn, rồi ngôi nhà thứ ba đơn giản thôi. Chúng tôi sống tại ngôi nhà thứ ba, tự gì đây, tự nhà thờ. Đơn giản, rồi câu số 18 thầy mời bạn tiếp theo nè. Thầy mời bạn Đoan nè, 18, 19 nè em. Dạ thưa thầy, 18 là ơn, cho mô tả và là lần đầu nhắc đến được. Đâu, chữ số 18 là chữ in. Lần đầu tiên mô tả. À ok, em nói là mô tả đúng không? Chính xác. Được chưa? Là gì đây? Gì của tôi có một cái gì đây? Một cái cuốn tiểu thuyết rất thú vị. Đúng rồi, thú chính vị. Xác. Rồi, câu số 19 đi coi. Dạ thưa thầy là the best film do là cái gì thứ tự. Đúng, không phải thứ tự nha. So sánh nhất. Đúng rồi, so sánh nhất là có tờ thầy. Được chưa? Dạ. Đó, rồi, tiếp tục. Câu số 20 21 rẹt rẹt những bài này rất là dễ. Thầy mời bạn Kỳ Duyên nè. Dạ 20 em chọn B thầy. 20 chọn B, tại sao? Dạ để mô tả cái ý đó, nó rất
rất là hữu dụng. Cái min là gì em? Cái min là gì? Các bạn đã biết min mang nghĩa là gì các bạn? Min là gì? Là cách đúng rồi, hoặc là gì, cái phương thức. Được chưa? Phương thức hoặc là cái cách nha em, phương thức hoặc là cái cách. Được chưa? Phương thức hoặc là cách, hoặc là cái phương tiện. Thôi mình dịch là phương tiện đi cho nó hay. Phương tiện. Được chưa? Min này nó là danh từ nha bạn. Số ít của nó luôn. A means là một cái phương tiện. Được chưa? Đó thì cái này chọn a, chọn in đúng không em? Dạ, chọn in. Chọn in. Nó có bạn nào có đáp án khác không? Các bạn nào có đáp án khác không? Ủa các bạn đều chọn anh hết hả? Dạ chọn tờ thầy. Chọn gì? Dạ tờ, có tại, A. Tại sao chọn tờ? Dạ là The Best Film là cái phim hay không, nhất không, so sánh câu số 20, câu số 20 em, câu số 20 mà. Dạ là câu C. Tại sao chọn câu C? Dạ đó là miêu tả. Miêu tả, nhưng tại sao không được dùng chữ in? Dạ, useful lúc mà mình đọc ra là không, nó không phải là nguyên âm nữa thầy. Đúng rồi, là you, được chưa? You là giờ, là phụ âm rồi. Đó, cho nên là phải dùng ờ nhưng em. Duyên, thầy nói cái vụ này cho Duyên. Rồi thầy. Đó, rồi, phải để ý với thầy. Chứ u cái là phải để ý kỹ với thầy. Được chưa? Đó, thì phòng, phòng cái phòng lab để chơi video á. Được chưa? Cái phòng lab trên trường mấy đứa hay học á. Được chưa? Thì nó là một cái phương tiện hữu dụng cho cái việc mà học ngôn ngữ. Được chưa? Rồi, câu số 21 luôn cho thầy nè em, Duyên. Dạ 21D thầy. D, tại sao chọn D? Vậy là đúng, vậy là có mục đích đến để gặp con của. Đúng rồi, chính xác là phải chọn OK. Được chưa? Ờ nhưng mà nó phải có mục đích đâu, có mục đích là dùng để gặp con chứ không phải một có mục đích đi học, đúng không em? Đó, ok ha. Rồi cô thầy cảm ơn em. Rồi, một bạn tiếp theo thầy mời bạn Công Hiếu nè. Công Hiếu, Công Hiếu. Dạ, câu số 22 chọn B. Câu 22 chọn B. Tại sao chọn B? Dạ vì cái thợ sửa đó là đi tới để sửa cái mái nhà chứ không phải đi tới nhà thờ đó để đi làm lễ. Đúng rồi, chính xác. Cảm ơn em. Rồi câu số 23. Dạ, câu số 23 chọn A. Rồi, cũng tương tự dạ. Đúng không? Đó, đến để thăm. Dạ. Đúng không em? Rồi, cảm ơn em. Tiếp tục thầy mời bạn hiểu không các bạn? Cái này đến để sửa mái nhà chứ không phải để đi lễ, không phải mục đích để đi lễ cho nên là không có giờ. Không phải có giờ thầy xin lỗi. Còn này là đến để thăm chứ không phải đến để ở tù cho nên là phải có chữ tờ luôn. Tiếp tục câu số 24, 25 thầy mời bạn tiếp theo thầy mời bạn Minh Huyên nè em. Minh Huyên. Dạ thưa thầy là câu C. Câu C. Rồi, tại sao chọn câu C? Dạ thầy là do nó nhắc lại lần thứ hai. Đúng rồi. Đó. Rồi cái cũng tương tự nhắc lại lần thứ hai hai cái luôn. Đúng rồi, chính xác. Là vì sáng ngày hôm nay là tôi đã mua một cuốn gì đây, một cái tờ báo và một cái cuốn tạp chí thì lần đầu tiên đề cập cho nên phải cứ hết chứ thầy. Được chưa? Rồi nói lại, cái cuốn tạp chí thì trong túi tôi nhưng mà tôi không biết là cái cuốn gì đây. Where the magazine, cái này bị thiếu á, phải là where the magazine is. Được chưa? Phải là the magazine is, cái này bị sai rồi. Được chưa? Rồi tiếp tục câu số 25 này em. Dạ thầy là câu A. Câu A. Tại sao? Dạ thầy là bố tôi có một, đây là ba mẹ. Là đầu ba mẹ của tôi có một con mèo và một con chó là lần đầu tiên đề cập. Để chơi còn lần phía sau á để là cặp lần thứ hai cho nên là phải có chữ tờ thầy. Rồi thầy cảm ơn em. Tiếp tục thầy mời bạn Đông Huyên nè em, Đông Huyên. Câu số 26 227 nha em, 26 27. Đông Huyên nè. Dạ tôi 26B. 26B. Tại sao? Dạ cái đầu tiên tại sao dùng ờ? Miêu tả. Nó... Mô tả đúng rồi. Còn cái phía sau là gì? Không biết em đọc thế. Nó cái in the middle of. Các bạn nhớ at the end. In the middle of chứ không có cứ in the end là phía cuối này, at the end là cũng thầy không có in mình có là at the end of cái gì đó, in the middle of cái gì đó. Bữa thầy dạy các bạn in the middle of my sleep á các bạn, nhớ phải có chữ giờ thầy. Thầy chọn câu A là chính xác. Để chơi rồi có 27 nè em. Dạ 27 em chọn D thầy. Câu D. Được chưa? Đó tại sao chọn câu D đầu tiên, tại sao chọn câu D em? Có đờ cái tại sao đầu tiên đọc là đờ. Tôi không bao giờ nghe radio thì có tờ. Các bạn nhớ listen to the radio. Các bạn nhớ listen to the radio. Nhưng có listen to the music không em? Dạ không. Không, nhớ listen to the radio chứ không có được listen to the music. Được các bạn. Đó rồi in fact thực tế là tôi gì đấy? I haven't got là gì em? Có biết không? Thầy đã dạy em have got là gì? Have got là gì? Là có đúng không? Vậy haven't got là không có.
Được chưa? Là tôi không có một cái gọi radio tiếng Việt của nó là gì mấy đứa. Được chưa? Máy phát gì? Máy phát âm thanh. À, tại không biết tiếng Việt nó là gì luôn, mấy cái nhanh gọn mà radio đi. Được chưa? Rồi xong rồi thầy cảm ơn em 2829 rồi, mời bạn tiếp theo là thầy mời bạn Phạm Ngọc nè. Dạ thầy. Ờ à, làm thầy 2829 nè em. 28 em chọn C thầy. Rồi à, chưa tại sao chọn C em? Dạ thầy, cái đời sinh là độc nhất. Đúng rồi, còn sky thì như thế nào thì chắc chắn là in the sky rồi. Đúng không? Còn son là gì chắc em biết nghĩa đâu đúng không? Son nó là quá khứ của gì các bạn? Son là quá khứ của gì? Là shine, là tỏa sáng. Được chưa? Shine động từ là làm tỏa sáng. Được chưa? Tỏa sáng. Được chưa? Tỏa ra ánh nắng được các kiểu shine. Cục cục 2 của nó là son. Được cái quá khứ của nó là son. Được chưa các bạn? Son. Được chưa? Thì nó là một ngày thật là đẹp. Được chưa? Mặt trời ở đây, mặt trời thì đây chiếu sáng rất là sáng ở trên bầu trời. Được chưa? Rồi câu số 29 em. Dạ em chọn kỹ, làm cho kỹ, làm cho kỹ. Có chữ Terry cho em sẵn rồi nè. Thầy là có chữ Terry đúng rồi. Ờ cái Terry là luôn nha thầy, mới giới thiệu. Cái này dùng để mô tả luôn nè, được chưa? Có một cái cuốn sách tiếng Anh mới ở trên các bạn. Được chưa? There is a new English book. Rồi thầy cảm ơn em. Rồi, câu số tiếp theo 30 31 thầy mời bạn Thái Nhật nè. Dạ thầy là câu 30. Ừ cứ làm đi không sao. Thầy là câu D. Câu D, tại sao? Tại thầy làm em nói cái câu sau chứ không hả? Ừ, nói câu sau đi. Thầy là cái người thất nghiệp đó là không có biết đó. Không có biết hả? Là dòng ẩn hả? Không. Nhưng mà hồi nãy em coi là unemployed. Unemployed đó là người thất nghiệp. Đúng không? Nhưng mà nãy thầy nói với em phải sử dụng cái gì phía trước để mình nói chung chung là những người thất nghiệp. Đó, đúng không? Đó phải gì? The unemployed. Cho nên chọn câu này phải chọn câu gì? Câu A. Câu A. Được chưa? Cuộc sống thì chắc chắn là nó không có thêm gì hết. Thầy nói rồi đúng không? Cuộc sống thì nó không hề dễ dàng cho những người bị thất nghiệp. Cho nên phải là life is not so easy for the unemployed. Được chưa? Rồi, thầy cảm ơn nhận. Rồi, bạn muốn thêm nè, thầy mời bạn Lợi nè, Lợi nãy nào rồi đúng không? Thầy mời bạn Nguyễn Nhung nè. Nguyễn Nhung. Dạ, thưa thầy là câu 31 em chọn câu D. Câu D. Câu A. Câu A, tại sao vậy câu A? Thầy. Được chưa? Tại dạ, sao câu A? Thưa thầy là dịch cho thầy coi. Nó dạ có nhiều người đã bị chết trong một tai nạn. Ừ. Gì nữa? Cái thân thể rồi thầy. Thi thể, dạ, thi thể của dạ, người thi chết. Thể. Được chưa? Dạ. Thi thể của người chết là phải dùng chữ R thầy. Được không? Đó cái dead là đã chết là một cái tính từ. Thì trước đó dùng chữ R để nói về nói chung chung người chết. Thi thể của những người chết thì đã được gì đấy? Được mang đi. Được chưa? Đó, ổn. Đây là bị động, được chưa? Bi rồi sau đó là cục 3 second away. Ổn mà. Rồi thầy cảm ơn em. Bạn tiếp theo thầy mời bạn Nhung còn lại nè. Vera Nhung á. Câu mấy em? Câu 32 em, ba câu 22. Câu 32 em. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ thầy phát âm giùm em với từ phi hành gia được không? Astronaut. Astronaut, viết vào chữ phi hành gia vào thầy nha các bạn. Dạ em nghĩ là chọn câu C. Câu C, tại sao? Dạ cái từ astronaut của thầy phát âm đầu tiên là âm Nguyên âm đó. Nó Nguyên âm cho nên dùng ình. Được chưa? Đó chính xác, đơn giản rồi. Thầy cảm ơn em. Tiếp tục thầy mời bạn Như Quỳnh nè. Dạ đó thầy. Ừ chọn thầy nè. Câu số 33 thầy nè. Thưa thầy là câu D. Câu D. Tại sao chọn câu D? Dịch thầy coi. Tôi không có nhiều thành công trong việc kiếm việc làm. Kiếm kiếm một mấy công việc đây, một công việc nhanh gọn, finding a job. Được chưa? Đó. Rồi câu 34 làm thầy luôn đi em. Thưa thầy là câu 34 là B. Câu B tại sao?
Thầy, do em nghĩ cái này là nó xác định Đúng, rồi. làm sao em biết nó xác định? Thầy là món quà mà Bill tặng bạn Đúng rồi, chính xác, xác và định phải giờ là xin. chữ present, chứ nó sẽ cả 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 ngang. Được chưa? Present thì ở đây present là danh từ, tính động từ mang nghĩa là gì em? Quên, động từ mang nghĩa là gì? Thưa thầy là trình bày. Tính từ mang nghĩa là gì? Thầy là hiện tại. Hiện, không phải hiện tại em, tính từ không phải hiện tại. Có mặt. Đúng rồi, có mặt. Được chưa bạn? Có mặt. Các bạn nào chưa biết thì viết vào present tính từ mang nghĩa là có mặt. Được chưa? Đó hoặc là hiện diện. Được chưa? Có mặt hoặc là hiện diện đây là một cái trạng thái. Được chưa? Đó một cái tính từ. Ổn ha? Rồi. Thôi chắc là để phần này để thầy coi coi. Những phần này thì Dạ thầy ơi, sao sao? dạ cho em hỏi cái câu cuối cùng á, Sao? là nó có từ đáp ở trước á, là một À, được vần. chưa? Vẫn dùng chữ the is that đây là phân tích em. Đây phân tích em nè, đây câu hỏi. Được chưa? Đây câu hỏi gì thì nó nhiệt nó là đó là món quà. That is present Bill gave you. Em nói vậy được không? Em nói vậy được không? Không, phải là that is the present. Đó là cái món quà mà Bill đã cho bạn. Được chưa? Đó cái kiểu. Được không các bạn? Được chưa? Em đã nắm được cái này chưa em? Bill gave me đi chẳng cho tôi nè. Được chưa? Em không thể nói gì. Đó là món quà. That is present. Ủa, xác định được món quà như thế này luôn. Được chưa? Nắm với em thì đặt câu hỏi thì nó vô tình nó cứ tát rồi lại cô vô tình lại có chữ the chữ the ngay đây nữa. Em hiểu không? Dạ, được rồi. Được chưa? Đó, that is the present. Thật ra cái này là người ta đang rút gọn chút xíu á. That is the present which. Được chưa? Hoặc là gì đây? That. Được không? Thì đây sử dụng cái mệnh đề quan hệ nè các bạn. Đó đó là cái món quà mà Bill đã cho tôi vào cái dịp Giáng sinh. Được chưa? Nhưng mà đối với trường hợp này phía sau này which that sau đó là một cái gì? Một cái tân ngữ rồi. Đó cho nên là mình rút gọn thoải mái, mình bỏ chữ which chữ that đi. Đúng không các bạn? Đó, rồi các bạn đã hiểu rồi, đúng không? Rồi, các bạn có thắc mắc thì cứ nói thầy. Được chưa các bạn? Đó, rồi. Rồi, thôi làm cho thầy một câu số câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 rồi làm lẹ thầy luôn. Rồi bộ bạn làm thầy hai câu này, thầy mời bạn Thủy Tiên làm thầy hai câu đầu lẹ nè em để sang bài khác. Doesn't like the talkative people. Em có biết talkative nó là gì không? Người hay nói, người nói nhiều, Thì các bạn viết vào thầy thầy nha. hiểu ý lắm. Người hay nói, người nói nhiều đây là một cái tính từ. Được chưa? Người hay nói, người nói nhiều. Được chưa? Như tại sao cái này em lại dùng the? Không thích cái những nói chung chung là những cái người nói nhiều nữa. Nói chung chung, nhưng mà cái đó đối với trường hợp em dùng the khi nào? Khi phía sau nó là một cái tính từ thôi. Phía sau nó cộng tính từ thôi, nhưng mà giờ em có people mất tiêu rồi. Đúng không? Nó có people mất tiêu rồi thì có cần nữa không? Không, nó có people là nó có nó rồi nè. Được chưa? Một là nó bỏ people đi thì em mới được dùng chữ the talkative. Em hiểu chưa Tiên? Đó, được chưa? Talkative các bạn viết vào đó chính là gì? Người nói nhiều, người hay nói. Được chưa? Đó, ổn ha, thì cái này nói chung chung rồi nè. Nói chung chung thì people đó số nhiều rồi, cho nên không còn the nữa, không còn gì hết, là rỗng. Để tôi coi số 2 thầy nè. It's true that the Đúng rich rồi, chính xác. live. Đó, dịch thử coi. Đúng là cái người giàu, những cái người giàu thì họ có cuộc sống khác với những cái người nghèo. Đúng rồi, chính xác, nó có sẵn chữ tờ như này, mấy đứa kiểu như là cho sẵn mấy đứa luôn rồi. Nhưng mà các bạn dạy, thầy dạy các bạn chữ lead gì đó. Live thầy dạy chưa? Dạy rồi, lead a life, dạy đúng rồi đúng không? Các bạn nhớ đây một collocation thầy dạy các bạn rồi. Lead a life, hồi trước thầy dạy các bạn lead a healthy life là có một cái cuộc sống khỏe mạnh, hoặc là theo đuổi một cái cuộc sống khỏe mạnh. Được chưa? Đề thi một năm đã nói rồi. Được chưa? Đã thầy nói các bạn cái này đúng không? Rồi các bạn ghi chú lại thầy. Lead a life là có một cuộc sống. Lead a healthy life có chữ healthy vào với thầy. Được chưa? Còn một cái tính từ với thầy. Ổn không? Có một cuộc sống. Ổn ha? Ok rồi câu số 30, câu 3, câu 4 làm đại thầy luôn nè. Bạn nào ta thầy mời Thư nè em. Dạ, nghe không thầy? Rồi nghe nghe nghe. Dạ là câu 3 là không có không có nha. tại sao Dạ tại vì trước đất nước là không. đúng đó cái này lay các bạn lại thầy nói rồi hồ là không có đờ nữa như các bạn hồ là không có đờ nữa rồi con số 4 này coi Dạ là the Pacific Ocean. rồi chưa tại sao the Pacific Ocean là phải có the Dạ tại cái đó là duy nhất. đúng rồi đại dương lại đờ cho thầy được chưa thầy cảm ơn em rồi tiếp tục thầy mời bạn tiếp theo nè thầy bạn mời Bảo Trân nè Bảo Trân làm thầy câu số 5, câu số 6 này em Con số 6 là đờ thầy. câu số 6 hay câu 5 câu 5 thì thầy đang là câu Tôi 5 có trước đi năm, câu năm. câu Dạ 5 câu là năm. the đúng không tại sao the em Dạ nhạc cụ. ok cái nhạc cụ đúng rồi chính xác cái này dùng hiện tại hoàn thành đúng không hiện tại một sự việc xảy ra trong quá khứ và tới giờ vẫn còn tiếp diễn
Được chưa? Nó quan trọng cái gì? Cái khoảng thời gian nó được thực hiện. Được chưa? Rồi câu số 6 nè em. Dạ là coffee. Coffee hả? Là một ly cà phê hả? Và and toast hả? Dạ. Dạ không có. Không có gì hết. Have coffee and toast. Thật ra cái này chọn cũng được. Coffee cũng được cho các bạn. Một ly cà phê, tôi thường có một ly cà phê được. Được chưa? Nhưng mà nó đề thi nó ra thì nó sẽ không ra mấy đứa những cái mà nó tranh cãi. Được chưa? Vậy thôi làm thầy câu 3 câu 7 đi. Dạ. Dạ đờ thầy. Hai cái đờ hết hả? Dạ cái đầu là đờ. Còn cái phía sau? Dạ đờ luôn. Đúng rồi, chính xác, hai cái xác định luôn. Là tôi thích cái gì đây? Tôi thích cái áo sơ mi. Tôi thích cái áo đây phải áo sơ mi không? Cái này phải áo sơ mi, cái này kiểu như cái áo bình thường thôi. Áo thun. Áo thun đúng rồi, áo thun, cái áo thun màu xanh hơn là cái áo thun gì đây? Cái áo thun màu xanh ở ngay kia hơn là cái áo màu đỏ. Được chưa? Rồi thầy cảm ơn em. Tiếp tục, thầy mời một bạn làm lẹ thầy luôn nè. Thầy mời bạn Mi nè, Mi. Dạ thầy. Câu số 8 9. 8 à, 8 9. Dạ câu số 8 là đờ thầy. Đờ, tại sao đờ? Dạ tại vì cái barrier gì đó hy vọng để được đến đi lên trường đại học để đi học với thầy. Nó đi học thì có tờ không? Đi học thì có tờ không? À, dạ không. Trời ơi, quýu rồi. Được chưa? Rồi tiếp tục câu số 9. Dạ, câu số 9 là cái LSG Siren nghĩa là thợ điện. Đúng rồi. Danh từ chỉ nghề nghiệp là dùng ẩn. Thì cái này hay ẩn? Dạ ẩn thầy. Đúng rồi, chính xác. Được chưa? Là gì đây? Một người thợ điện, electrician. Được chưa các bạn? Đó, đơn giản nghề nghiệp là chữ ẩn. Thì đây nghề nghiệp là mô tả về một người đó. Được chưa? Là thầy cảm ơn em. Tiếp tục thầy mời thầy bạn Phương Trang nè, làm thầy câu số 10, câu số 11 nè em. Dạ thưa thầy, câu 10 là không điền ạ. Không điền, đúng rồi, chính xác, cuộc sống thì không điền. Được chưa? Đó, hồi nãy có nói rồi. Rồi câu số 11 của thầy luôn. 11 cũng không điền luôn. Đúng rồi, chính xác. Đó, chữ sentence gì em có biết không? Dạ kết tội. Kết tội, chính xác. Được chưa? Thôi sau này thầy hướng dẫn sao. Được chưa? Thì rõ ràng là gì? Tên trộm thì phải gì? Vào tù. Được chưa? Là đúng mục đích của nó là vào tù rồi. Được chưa? Thầy cảm ơn. Đúng rồi, chính xác rồi, thầy cảm ơn. Câu 12 của 13 thầy mời bạn Anh Tú nè và Tú Vi thầy hai câu cuối cùng. Rồi. Vô Anh Tú nè. Dạ tôi thầy câu 12 là chính xác. Tại sao chọn Dạ chứ một căn bệnh. Đúng rồi, cuối cùng một căn bệnh. Nhưng mà trừ trường hợp nào? Thầy dạy các bạn bệnh cảm cúm chưa? Have flu. Được chưa? Hoặc là have the flu. Đúng các bạn, có chữ giờ cũng được, không có cũng sao. Bệnh sổ là gì các bạn? Measles. Được các bạn, bệnh sổ đó chính là measles. Có giờ cũng được, không có cũng sao. Đây là bệnh sởi. Được chưa? Đó, bệnh sởi thật ra là gọi cái bệnh gì màu tím á, thầy quên mất tiêu rồi. Bạn thủy đậu mấy đứa, bệnh sởi là bệnh thủy đậu á, đúng không? Đúng rồi. Bệnh sởi, phải không ta? Thầy cũng rõ nữa. Được chưa? Đó, bệnh sởi, thầy cũng rành về mấy cái y học này nhưng mà thầy nhớ là bệnh sởi là bệnh thủy đậu, hình như vậy. Được chưa? Đó, measles. Thì các bạn là một là các bạn có giờ, hai là không có gì cũng được, nhưng mà tuyệt đối là không có ẩn. Còn những căn bệnh khác là thoải mái. Được chưa? Đó, rồi câu số 13 luôn nè em. Dạ câu số 13 là the Philippines. Tại dịch thầy coi. Dạ núi một cái núi lửa. Đã phun trào em. Đã phun trào ở Philippines. Dạ còn đây. Đúng rồi, chính xác. Tại cái này dùng hiện tại hoàn thành, dùng để diễn tả một sự việc vừa mới xảy ra và có kết quả ở hiện tại. Rồi thầy cảm ơn em. Rồi Tú Vi làm thầy hai câu cuối luôn nè. Vừa chẳng luôn nè. Tú Vi ơi. Dạ em nè. Làm thầy nè. Dạ 14 là đờ. Đờ, tại 15. Sao đờ? Dạ, xác định luôn hả? Dạ. Xác định cái thi như em coi nè. Cái này đang nói chung chung hay đang nói cụ thể? Dạ là chung chung. Chung chung, chung chung thì có tờ không? Chung chung thì có tờ không? Dạ không. Không, chung chung là không có tờ. Làm sao em biết nói chung chung? Em coi nè. Thi cử lúc nào cũng khiến anh ấy lo lắng. Thi cử lúc nào cũng khiến anh ấy lo lắng. Thì các bạn nhớ hiện tại đơn là mình nói một cách chung chung. Cứ nhớ là hiện tại đơn là nói chung chung như thầy. Đó, nhìn vô các bạn, nhìn vô cái thì các bạn sẽ đoán được nó là một cách chung chung. Được chưa? Đó. Nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy. Đó, ví dụ như là biển Thái Bình Dương là cái biển lớn nhất thì chắc chắn là phải giờ rồi giờ hết chứ thầy. Ý của thầy nói là tranh từ những cái này nói chung chung á. Được chưa? Những cái mà cái chắc chắn là phải có giờ thì thầy không nói rồi. Còn những cái về những cái đối tượng nói chung chung ở trong hiện tại đơn thì phải dùng cái số nhiều thầy. Cho nên cái này có gì không em? Dạ không. Không, rồi câu số 15 nè.
Dạ là the. Đúng rồi, chính xác. The cinema, bữa thầy dạy các bạn the cinema hoặc là the theater đúng không? Đó, chính xác, the cinema, the theater cho thầy. Ổn các bạn, quá đơn giản những cái bài này, đúng không? Rồi, ok. Rồi bây giờ mình sẽ học sang phần kia. Nhưng mà hồi bữa thầy dạy em một cái từ lo lắng ngoài chữ nervous sẽ còn từ gì nữa Vi? Nhớ không? Ngoài từ nervous sẽ còn từ gì nữa? Vi ơi, ngoài chữ nervous sẽ còn từ gì nữa? Worry. Không có worry nữa, bắt đầu chữ A nè. Chữ N cho em luôn nè, như số số luôn trời. Em không có biết đọc cái từ. Anxious. Được chưa? Anxious, viết vào cho nhớ đi em, lo lắng. Rồi đi, anxious đi theo dưới từ là gì em? Lo lắng. Of, in, about, for. Gì vậy trời? Đi theo dưới từ gì em? Ủa? Alo, Vy ơi, lẹ nè em. Vy. Dạ, em không biết thì viết lại cho nhớ, được chưa? Viết năm hàng nghe em Vy. Answers đi theo với giới từ gì các bạn? Answers đi theo giới từ gì? Answers đi theo với giới từ gì các bạn? About. Đứa nào mà about có muốn viết bài luôn không? Trời đất ơi, answers about cho thầy. Đó, viết vào thầy, lo lắng về một cái việc gì đó. Được chưa? Dạy chưa? Dạy rồi, bạn nào mấy bạn mới thì vào viết viết lại cho thầy cho nhớ. Ổn chưa? Kịp không các bạn? Answers about thầy đã dạy các bạn rồi. Ổn ha? Rồi, bây giờ thầy sẽ sửa các bạn lẻ cái phần này. Cái phần mà đục lỗ ngày hôm nay. Phần đục lỗ mấy đứa thấy dễ không mấy đứa? Dễ ẹt luôn đúng không? Đây, đây là phần đục lỗ. Nó hơi bị nhỏ hả ta? Chết rồi, chết rồi. Vậy thôi để thầy chụp hình cái này lại. Rồi chụp cái này luôn. Rồi thầy xíu các bạn. Bởi vì cái này thầy lấy trong sách. Thầy nghi là cuốn sách này sau này sẽ ra đó mấy đứa. Đó. Sau này mà thầy dạy mấy đứa trong cuốn sách á, sau này mà trước khi thi á, năm sau thi á, thì thầy nghĩ là các bạn cứ coi đi coi lại nhiều lần nha. Bởi vì có khả năng là ra rất là cao nha các bạn. Đề thầy toàn lấy trong sách không mà trong sách mà bộ hay ra đó. Chết rồi, nhỏ quá mấy đứa ơi. Trời ơi, chết rồi, không suy nghĩ kỹ. Phóng to ra được mà, đúng không? Ủa nó cũng vậy rồi mấy đứa. Thôi vậy thôi mấy đứa ráng coi nhỏ đi ha. Đây, vô cái Zalo đi. Đây, các bạn đã làm chưa? Nó có nhỏ lắm mấy đứa, có nhỏ lắm không? Có nhỏ lắm không ta? Phóng to màn hình được không thầy? Ừ, phóng to nhưng mà nó bị một cái là à thầy có cách, thầy có cách. Đi lên đi ba, đi lên đi, sao vậy? Cái này nó bị sao quá. À, thầy có cách, đợi thầy xíu. Ủa sao nó lại không được ta? Thầy nắm, thầy kéo nó lên. Nó lên không được nè. Ô, thầy có cách đó chứ là cách này, nhưng mà nó hơi bị tốn thời gian chút xíu, mấy bạn đợi thầy xíu. Trời ơi, nó nhiều sách quá mấy đứa ơi. Đợi xíu nha. Duplicate. Rồi, vô. Đây là trang số 58. Cái cuốn sách này là mấy đứa tìm không có đâu nha mấy đứa. Sách xịn không đó. Đây. Đây. Ta-da. Dạ, thầy ơi. Sao vậy? Sao vậy? Vụ gì? Thầy chấp nhận lời tham gia yêu cầu của em do mấy bên đây em hết mình. Ủa, vô đi em, vô đi rồi thầy cho yêu cầu. Thầy cho tham gia. Cái bài này là toàn từ vựng thầy đã dạy rồi các bạn mấy đứa. Đó cho nên là cũng khá là dễ. Trời ơi, thầy đã bị ngu công nghệ rồi mà nó cứ hành thầy.
Rồi, ổn chưa các bạn? Rồi đây. Đó, xong xong cho các bạn rồi nè. Được chưa? Ổn áp. Đó, ok ha. Rồi, sửa phần này. Rồi, thầy mời một bạn đầu tiên là anh thầy nè, thầy mời bạn Thái Nhật đi. Thái Nhật làm thầy câu đầu tiên nè. Rồi các bạn nhớ entrepreneur, các bạn viết vào từ này nha. Từ này rất là hay. Các bạn đã biết biết chữ entrepreneur mang nghĩa là gì không? Entrepreneur. Người doanh nhân, đúng rồi, chính xác. Được chưa? Trước giờ thầy các bạn đã biết từ businessman không? Các bạn có biết businessman không? Được chưa? Businessman là gì? Đó chính là cũng là doanh nhân luôn. Các bạn nào biết sự khác biệt giữa entrepreneur và businessman không? Các bạn nào biết sự khác biệt không? Được chưa? Thì cái business thật ra nó cũng không có nhiều sự khác biệt giữa hai từ này. Thì các bạn nên nhớ là gì? Businessman là kiểu như là doanh nghiệp, là một doanh nhân. Được chưa? Nhưng mà kiểu như doanh nhân thì cái sản phẩm của họ là nó đã có sẵn. Được chưa? Nó không có gì mới lạ. Và kiểu như là đó là công ty, thường là người ta sẽ cạnh tranh với những cái nơi khác. Được chưa? Còn nếu entrepreneur thì nó sẽ là một cái mà nó độc lạ, chỉ có riêng bản thân người đó thôi, thì nó gọi là entrepreneur. Được chưa các bạn? Đó, ví dụ mấy đứa mà hay coi Shark Tank á, mấy những cái gọi là dịch cái dịch vụ, cái dịch cho thầy quên rồi, cái bạc tỷ đó các bạn, thương vị bạc tỷ đó, thì chắc chắn những người đó gọi là entrepreneur, bởi vì là những sản phẩm của họ là riêng từ họ tạo ra. Được chưa? Đó là họ không có sợ nhiều đối thủ cạnh tranh, bởi vì cái đó là độc lạ riêng của thầy của họ thôi, thì gọi là entrepreneur. Được chưa? Đó, những người mà hay mà startup á thì gọi là entrepreneur. Các bạn nắm chưa? Thì các bạn biết là entrepreneur đó chính là doanh nhân, nhưng mà sẽ khác cái businessman là ở chỗ đó. Được chưa? Rồi vậy thầy mời một bạn làm thầy câu này nè, thầy mời Nhật lên làm thầy câu đầu tiên nè em. Dịch cho thầy nè. Dạ thầy là 21 tuổi. Alex. Alex Steel. Em Alex phải nói gì? Anh chàng Alex Steel 21 tuổi, của gì đây? Great Britain là gì biết không? Dạ không. Là nước Anh đó em, Britain là nước Anh. Được chưa? Các bạn nhớ. Giờ chẳng lẽ giờ thầy dạy địa lý của mấy đứa thì tốn thời gian lắm. Các bạn nhớ là England nó chỉ là một phần của Vương quốc Anh. Các bạn nhớ Great Britain nó là Vương quốc Anh, nó y chang như nó bằng với The United Kingdom. Vương quốc Anh, bởi vì Vương quốc Anh bao gồm gì? Nước Anh nè, Wales nè, rồi còn Ireland nữa nè. Được chưa? Nó bao gồm mấy cái đó hồi xưa thầy học mà giờ thầy quên mất tiêu rồi. Được chưa các bạn? Đó, còn England là một phần nhỏ, một cái phần nó chiếm chiếm diện tích lớn ở nước Vương quốc Anh thôi. Được các bạn? Đó, bạn nào muốn thì có thể search ra Great Britain và England khác nhau ở nào. Các bạn nhớ, England là con của Great Britain. Được chưa các bạn? Đó, ổn ha. Rồi. Rồi chưa, cái ông chàng hàng này nó như thế nào đây? Dịch lẻ thầy nè. Cái này là cần tiền để có thể học đại học. Ừ. Nhưng mà anh ấy không biết làm thế nào. Để get it là gì? Get it là gì? Kiếm tiền. Kiếm to get it là kiểu như đạt được nó. Được chưa? Là đi get it là thành công trong việc gì đó, thì cứ như thành công trong việc kiểu như là đi được là học đó. Được chưa? Rồi, however, tuy nhiên gì đây? Thầy là tuy nhiên là anh ấy là quyết tâm để là quyết tâm sẽ thành công. Đúng rồi, thầy đã dạy hết chưa? Dạy từ vựng hết chưa? Dạy hết rồi, mấy đứa không có từ vựng mà thầy chưa dạy hết trơn. Established là gì em? Dạ, thành lập. Thành lập, đúng không? Nhấn nhóm thứ mấy? Established. Nhấn nhóm thứ mấy ta? Nhấn dùng thứ máy established, nhấn dùng thứ máy âm 2. Rồi decide khỏi nó rồi nè. Determine là gì? Là quyết tâm. Được chưa? Nó quyết tâm hoặc là gì các bạn? Quyết định. Vừa thầy dạy các bạn chưa? Vừa quyết tâm vừa quyết định. Được chưa? Nhưng đối với trường hợp này, he was determined thì đây đang còn một gì? Tính từ là người quyết tâm đó. Được chưa các bạn? Đó, ok. Còn shadow là gì em? Dạ, hòa giải. Hòa giải đối với cái trường hợp nào? Em có nhớ cái hòa giải cái cuộc tranh chấp không? Nhớ hòa giải cuộc tranh chấp là gì không em? Dạ, settle the gì? Dạ, dispute. The dispute đúng không? Bữa trước thầy dạy các bạn settle the dispute. Thật ra chữ settle nó có nhiều nghĩa lắm mấy đứa. Settle có nhiều nghĩa lắm. Được chưa? Sau này thầy sẽ mỗi đụng chỗ nào thầy nói của đó. Được chưa? Nhưng mà trước thầy dạy các bạn settle the dispute, hòa giải là Nhật là có học bài là giỏi nè. Được chưa? Đó chính là hòa giải cái cuộc tranh chấp. Dispute là y như là cuộc cãi vã vậy đó. Nó đồng nghĩa với chữ argument đó các bạn. Đồng nghĩa chữ argument. Được chưa? Đó, thật ra nó có nhiều nghĩa lắm. Sau này thầy đụng chỗ nào thì nói chỗ đó. Chứ nói mất công mấy đứa bị rối đó. Thì bạn nào chưa biết thì viết vào settle the dispute, đó chính là hòa giải cuộc tranh chấp. Đúng không? Vậy rồi. Đó. Rồi, thì câu này rõ ràng là gì? Anh ấy quyết tâm để gì đây? Thành công. Được chưa? Succeed đi theo với giới từ là gì em? Succeed đi theo giới từ là gì? Đúng rồi. Succeed in là động từ, thành công trong một việc gì đó.
Tính từ của nó là gì em? Tính từ là người thành công thì dùng từ gì? Rồi successful, danh từ là gì? Đúng rồi, là sự thành công, success, được chưa các bạn? Đó, cái này đề thi năm nào có hình như 2 năm đã ra rồi thì nó không ra nữa đâu. Để chưa nhớ success đi theo dưới từ là in. Ổn mà, đó thì rõ ràng gì? Tuy nhiên anh ấy gì đây? Anh ấy quyết tâm là anh ấy sẽ thành công. Được các bạn, cái này động từ cho nên không có be gì hết. Ổn mà. Rồi, câu số 2 thầy mời bạn tiếp theo nè, thầy mời bạn Nguyễn Nhung nè. Nguyễn Nhung. Dạ, thưa thầy em chọn câu. Em dịch cho thầy, dịch rồi sau đó chọn, dịch rồi chọn. Dạ. Anh ấy ngồi nguyên chủ cả quanh ngày. Với... xí xí cả ngày đâu, chứ cả ngày đó. À dạ, một ngày. Không. Với một ngày nào đó có hôm. Dạ. Được chưa? Có bữa anh ấy ngồi xuống cho em dịch tùm lum cả đâu mấy đứa dịch mà không dịch từ từ thầy. Một ngày, một hôm thì anh ấy ngồi xuống với gì đây, cái notepad là thật ra là cuốn sổ mình ghi chú á, ghi chép á các bạn, notepad là cuốn sổ ghi chép đó, nhỏ nhỏ mình hay chép từ từ vận đó, à, chưa đã ngồi xuống để với cái gì, cái cuốn sổ nhỏ đúng không, về đây và đã viết lên những cái trang. Trời, viết lên những cái trang đâu em? À, một trang. Và viết lên một trang, được chưa? How can gì đây, how can I tôi có thể làm như thế nào để kiếm nhiều tiền. Được chưa? Thì dùng từ gì? Dạ, Mac. Được chưa? Ngoài chữ Mac ra thì còn từ kiếm là từ gì nữa em? Dạ, earn. Đúng rồi, chính xác, earn. Đúng không các bạn? Đó, bạn nào chưa biết thì viết vào earn the money. Chỗ sao nó có bị sao cái ta? Earn the money, kiếm tiền. Ngoài chữ make money thì có earn money. Được chưa? Mà kiếm lãi là gì em? Kiếm lãi là gì? Maker gì đấy? Lãi là gì nhớ không? Profit. Profit, không profit em. Profit, bạn nào chưa biết thì viết vào, tại dạy hết rồi đúng không? Make a profit là gì? Kiếm lãi, được không? Là sinh lợi. Đi các bạn, make a profit, kiếm lãi hoặc là sinh lợi. Được chưa các bạn? Kiếm lãi thôi được rồi. Được chưa? Còn create nghĩa là gì em? Create là gì? Dạ thưa thầy, là tạo ra. Tạo, được chưa? Hoặc là động từ là sáng tạo. Produce là gì? Dạ cung cấp. Đi nó phải provide đâu, cung cấp em. Nó phải provide đâu mà cung cấp. Produce là gì? Em quên rồi thầy. Rồi viết cho produce mà giờ cũng nhớ em viên quên thì viết vào cho nhớ. Produce là gì các bạn? Giảm. Khi mà giảm, đứa nào mới nói chữ giảm vậy? Dạ sản xuất thầy. Trời ơi, chết rồi. Lộn này. Trời ơi, produce là bạn nào đây? Bạn gì? Nhung. Viết vào thầy nha, Nguyễn Nhung là viết thầy chữ produce là gì? Sản xuất. Viết vào 5 hàng cho nhớ nha. Ngày hôm sau mà không có là thầy cho 10 hàng đó, thầy nói cho biết trước nha. Được chưa? Rồi. Còn form là gì? Cái mẫu. Không, cái mẫu em. Không, cái này động từ, thầy đang còn một động từ mà, đang động từ mà. Hình thành. Hình thành, nó đồng nghĩa với từ gì? Hình thành là chữ shape đó. Shape là danh từ là hình dạng, động từ là gì? Hình thành, tạo thành. Được chưa? Thầy dạy từ này cho em. Nhung dạy chưa? Dạ rồi thầy. Đó, shape đồng nghĩa với form là hình thành, tạo thành. Được các bạn? Đó, toàn là từ vựng thầy dạy lại rồi không à. Được chưa? Thì câu này chắc chắn là làm sao, bằng cách nào tôi có thể kiếm được nhiều tiền đấy. Được chưa? Rồi, thầy cảm ơn. Tiếp tục thầy mời bạn Nhung nè, Nhung Vera nè. Dạ thầy, để em đọc một tí thầy. Xong chưa? Được chưa em? Dạ, em nghĩ là câu B. Câu gì? Câu B. Principle mang nghĩa là gì em? Principle là gì? Dạ, nếu mà danh từ là em nhớ có nghĩa là hiệu trưởng hay là hiệu trưởng. Hiệu trưởng đúng rồi đó. Còn tính từ mang nghĩa là gì? Các bạn đã biết principle tính từ mang nghĩa là gì? Chính hoặc là cơ bản. Được chưa? Chính.
Được chưa? Đó, nhớ principle là chính. Ổn các bạn, chính, nhớ gì chính thôi thầy. Được chưa? Chính. Ok, tiếp tục essential là gì? Dạ, hình như là essential. Cần thiết. Cần thiết, đúng rồi, chính xác, thiết yếu. Chính, hồi trước thầy dạy em essential oil chưa? Hồi trước thầy dạy em essential oil là gì? Essential oil là gì em? Rồi nó quên mất tiêu rồi. Essential oil là gì? Tinh dầu. Đúng rồi, vậy trong cái bài mà về tinh dầu đó, hương thơm, dược liệu hương thơm là gì nhớ không? Ờ gì? Rồi nó quên luôn rồi. Hương thơm là gì các bạn? Hương thơm là gì? Ờ gì? Aroma. Ờ aroma, đó ai cũng nhớ thấy chưa? Hương thơm aroma thầy dạy rồi. Đó, cho nên ủa em sửa cái bài mà hương thơm của thầy chưa? Dạ. Em sửa cái bài cái vụ mà hương thơm việc cái dược liệu hương thơm gì đó tùm lum em đã sửa hết cho thầy chưa? Ồ cho thôi tính sau đi. Được chưa? Đó essential oil thì gì là tinh dầu. Tinh dầu lấy những cái tinh chất gọi là tinh túy nhất của một cái loại trái cây. Được chưa? Người ta gọi là tinh dầu. Ổn không bạn? Ok ha. Rồi thì ta có essential đi các bạn. Thiết yếu, cần thiết. Được chưa? Tiếp tục significant là gì? Significant là gì em? Dạ cũng đồng nghĩa với cái câu B luôn á. Nó là cái gì? Nó là quan trọng. Thầy dạy các bạn chưa? Tính từ nó mang nghĩa là quan trọng. Dạy chưa? Dạy biết bao nhiêu lần rồi? Hồi xưa đó là quan trọng. Được chưa? Nhưng mà nó còn mang nghĩa là gì? Lớn, to, lớn. Đối với trường hợp đó là tiền. Một cái lượng. Được chưa các bạn? Đó. Tính từ nó còn mang nghĩa là lượng nhiều. Được chưa? Hoặc là lớn. Cái này có thể là tiền nè. Được chưa các bạn? Đó. Ổn ha. Còn important khỏi nói rồi. Thì câu này chọn gì đây em? Dạ, em nghĩ là C. C, đúng không? Thì anh ấy đã gì đấy? Chỉ sau gì đây? Chỉ sau 2 và 2 and a half weeks là gì em? 2 dạ. And a half weeks là mấy tuần? Dạ. Dạ, nửa tuần rồi. Có gì vậy trời? Em thấy chỉ tuần ngay đây hả em? Sao mấy đứa nghe thơ dữ vậy trời? 2 and a half weeks là gì? 2 tuần rưỡi. Trời ơi, nhanh gọn 2 tuần rưỡi thôi em, chị hai em bỏ đâu? Chứ sao vậy Nhung? Đề thi là những cái mà thời gian này rất là quan trọng nha mấy đứa. Giải bộ cái này bài đục lỗi là không nói, nhưng mà những bài đọc đi là mấy đứa phải gạch chân cho thầy. Đó, mấy đứa phải gạch chân kỹ lưỡng cho thầy. Để đề thi nó kiểu như 2 tuần rưỡi là người ta nói khoảng 2 tuần rưỡi là 14, rồi sau đó là khoảng 3 ngày là khoảng gì này. Người ta kêu là 16 hay 17 ngày đó, là mấy đứa phải tính ra. Được chưa? Là sau khi đây trong vòng 2 tuần rưỡi là anh ấy đã gì? Anh ấy đã có một cái lượng lớn. Lượng lớn gì đấy? Lượng lớn về tiền. Được chưa các bạn? Đó, các bạn nhớ thầy chữ raise nó mang nghĩa là gì? Chữ raise trước giờ máy học nó mang nghĩa là gì mấy đứa? Chữ raise trước giờ mấy. Các bạn nhớ mình có gây là gây quỹ. Trước giờ mấy đứa nghe gây quỹ không? Người ta sẽ raise. Quỹ là gì các bạn? Thầy dạy các bạn chữ quỹ là từ gì? Quỹ là gì? Ở phần thầy dạy chưa? Dễ rồi. Đúng không? Raise a fund là gây quỹ. Để thầy ghi chú lại, thầy ôm cho các bạn nè. Được chưa? Raise a fund. Vậy chứ fund biết bao nhiêu lần rồi? Raise a fund là gây quỹ. Cái này gọi là một cái collocation nữa các bạn. Collocation, đề thi hay ra chấm chấm. A fund chọn thầy chữ raise. Raise a fund là gây quỹ. Là kiếm được một số tiền nào. Kiếm được một số tiền nào đó. Thì đối với trường hợp này nó không còn là gây quỹ nữa. Nó còn là trong 2 tuần rưỡi là anh ấy đã gì đây? Anh ấy đã kiếm được một cái lượng tiền lớn. Được chưa? Đó, ổn ha. Đã chỉ xong trong vòng 2 tuần rưỡi là anh ấy đã kiếm được một lượng tiền lớn. Được các bạn. Rồi câu số 4 thầy mời một bạn làm lẹ nè, thầy mời bạn tiếp theo. Thầy mời bạn Nhi Bắp nè em. Dạ thầy. Là anh ấy đã dịch quá thầy. Anh ấy đã luôn. Kiếm anh ấy đã kiếm nhiều hơn những gì anh ấy đã kiếm nhiều hơn nhu cầu của anh ấy, em chọn demand thầy. Demand cũng là nhu cầu hả? Nhu cầu là dạ. Nhu cầu gì em? Nhu cầu là nhu cầu gì? Ủa need có phải nhu cầu không? Need có phải nhu cầu không? Dạ phải rồi. Ủa nhưng mà tại sao không được dùng chữ need? Do cái demand hợp lý hơn. Demand hợp lý hơn hả? Đó các bạn nhớ need, câu này thầy phải chọn chữ need. Bởi vì nhu cầu là nhu cầu cần thiết. Bởi vì cái này nó sống rồi nó kiếm sống mà. Cho nên các bạn nhớ need là những cái nhu cầu cần thiết. Được chưa? Còn demand đó là cũng là nhu cầu. Nhưng mà thường nó mang nghĩa là yêu cầu. Là những cái yêu cầu. Các bạn nhớ thường nó mang nghĩa là những cái yêu cầu. Ủa mà đối với trường hợp này thầy dùng needs là những cái nhu cầu cơ bản á, thầy sẽ dùng chữ needs.
Được chứ, bởi vì cái thằng này thì nó để sống, nó kiếm được một số tiền lớn thì nó đủ để cho những cái nhu cầu đó, nhu cầu về yếu phẩm, nhu cầu về gọi là sử dụng trong đời sống của nó, thì thầy sử dụng chữ needs. Được chưa? Đó thì để thi nó khó là khó về những cái phần này này, bắt buộc là các bạn phải phân tích được sự khác biệt giữa bốn cái này. Cái này là những cái yêu cầu, wishy là những gì, những cái ước nguyện, những cái mong muốn, còn why là gì, đó chính là những cái nó tài sản dùng chữ why. Được chưa? Đó, cái này cái ước muốn đi chơi những chữ wish gì đó. Được chưa? Thường là cái nhu cầu, đúng các bạn. Đó thì đây anh ấy đã kiếm được một số tiền lớn, raise a significant amount là kiếm được một số tiền lớn, đúng không các bạn? Và anh ấy có đủ vậy, có đủ để cho cái nhu cầu của anh ấy. Được chưa? With quite a bit of cash to spare là gì em? Dạ là khá có, anh ấy đã có khá nhiều tiền mặt để dành. Đúng rồi, hồi trước thầy dạy em giữ chữ spare chưa? Hồi trước thầy dạy em giữ spare room chưa? Spare room là gì? Spare room là gì nhớ không? Dễ Không, chưa? Là gì? không thừa thầy. Phòng dành riêng cho Cái phòng khách, ngủ. Dạ phòng phòng ngủ dành riêng cho khách, dễ chưa? Dễ rồi. Rồi sau đó xong xong là dạy các bạn spare time là gì? Spare time là gì? Mẹ thời gian rồi. Thời gian rảnh rỗi đồng nghĩa với free time. Đề thì nó ra, hình như có một năm nó ra thì phải. Hình như có một năm nó ra, spare gạch chân, tìm từ đồng nghĩa là chữ free. Được các bạn, thì spare room bạn nào chưa nhớ thì vào đó chính là phòng dành riêng cho khách. Được chưa? Đó, ở nước ngoài thầy bữa thầy nói mấy đứa là ở nước ngoài gì thì kiểu như là nó thường xây là có một cái phòng riêng dành cho khách. Được chưa? Ở Việt Nam thì ít có thôi. Để còn spare time là thời gian rảnh. Được chưa? Đó. Ok, và các bạn học luôn một từ này đó chính là thầy có spare wheel. Các bạn nào có đoán được chữ spare wheel là gì không? Spare wheel, các bạn nào đoán được wheel là gì các bạn? À thầy xin lỗi, spare time. Time nó là cái gì? Time nó là cái gì? Các ai biết không? Cái bánh xe. Đúng rồi, chính xác. Vậy thầy có spare time là gì? Ai đoán được? Lớp dự phòng. Đúng rồi, bánh xe dự phòng. Đúng rồi, đó đây là một cái gọi là cái collocation rất là dễ ra thi. Chưa năm nào ra hết. Để thi ra chấm 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 time, chọn cho thầy chữ spare. Đây là một cuộc collocation mà thầy thấy đề thi, những cái đề thi ở ở phía ở ngoài đó thì nó xuất hiện rất là nhiều. Ở mình thì kiểu như là trung học phổ thông quốc gia thì chưa có thôi. Được chưa? Đó. Chứ những bài thi ở nước ngoài nó có phần này rất là nhiều. Chấm 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 time, chọn spare cho thầy. Được chưa? Đây một collocation rất là dễ là thi, thầy nói cho biết trước. Ổn ha. Đó thì có spare room là phòng thừa, phòng dành riêng cho khách. Spare time là gì? Là bánh xe dự phòng. Được chưa các bạn? Đó thì có time là bánh xe đó, spare time là thời gian rảnh. Được chưa? Còn động từ là gì? Dành dụm. Để dành là mình dự trữ, được chưa? Đề phòng là mình dự trữ đó các bạn. Thì cái spare động từ mang nghĩa là dự trữ. Được chưa? Đó, dự phòng. Hiểu không các bạn? Đó, ok ha. Thì câu này là nãy bạn bạn gì thầy quên tên rồi. Bạn gì bạn Nhi đúng không? Đó dịch là đúng rồi đó. Với một khác kiểu như là quite a bit of cash, thầy có bit là gì? Là một ít. Quite là gì? Là một khác. Được chưa? Là kiểu như thầy dịch là tương đối. Được chưa? Đủ cho nấy. Được chưa các bạn? Còn một còn khá là ít số tiền để mình dành dụm được. Được các bạn. Đó, còn một ít tiền dành dụm được. Cái này là quite a bit nha các bạn. Cái này là kiểu như quite a bit, để thầy coi quite a bit. Được chưa? Quite a bit cái này nhiều đúng rồi đó. Quite a bit là khá khá rồi. Đúng không? Dành dụm được một số tiền kha khá. Được chưa các bạn? Đó, ổn ha. Rồi câu số 5 nè, tiếp tục nè. Thầy mời một bạn, thầy mời bạn tiếp theo là thầy mời bạn Binh á. Chữ manage đã dạy em chưa? Dạ rồi thầy. Là gì? Dạ là xoay sở được. Đúng rồi, thành công trong việc gì đó. Còn keen là gì? Hồi trước thầy dạy em keen on là gì? Là thích. Đúng rồi, đam mê, thích thú gì đó. Bạn nào chưa nhớ thì viết vào thầy. Keen on là gì? Đam mê hoặc là thích thú một việc gì đó. Đam mê hoặc thích thú việc đó. Cái này phải có be keen on. Ví dụ thay vì mấy đứa là I like sport thì mấy đứa có thể nói là I am keen on sport. Đây là một cách nói nó hay hơn là dùng I like. Được các bạn, be keen on. Được chưa? Vậy keenly là gì? Các bạn nhớ keenly là một cách nhiệt tình, một cách hăng hái. Được chưa? Một cách nhiệt tình, một cách hăng hái. Được chưa? Hoặc là gọi là cực kỳ. Viết vào nhiệt tình, hăng hái, phải cực kỳ. Cực kỳ nó đồng nghĩa với extremely đó các bạn. Được chưa? Extremely cực kỳ. Kinley là nhiệt tình, một cách nhiệt tình, một cách hăng hái, phải hoặc là cực kỳ. Được chưa các bạn? Đó, thì câu này em dịch thử thầy nghe, em viết rồi em dịch cho thầy nè. Trời ơi, không kịp giờ rồi. Vậy là làm sao anh ấy để xoay sở như thế nào? Anh cái câu này kiểu như là, ủa anh ấy làm như làm anh ấy làm được như vậy bằng cách nào?
anh ấy làm được như vậy bằng cách nào? Manage là kiểu thành công trong việc gì đó, thì thầy có thể dịch lại là anh ấy đã thực hiện được điều đó bằng cách nào? Được chưa? Rồi, as a freelance web designer là gì em? Là một người thiết kế trang web tự do. Alex đã rớt gì? Đúng rồi, rớt cũng được hoặc cực kỳ cũng được. Cực kỳ vậy chọn thầy coi. Vậy hết rồi. Có nhận thức về... Đúng rồi. Rất có cái được gì? Power là gì? Sức mạnh. Đúng rồi, đơn giản thôi, cái sức mạnh được của chứ? Internet. Của Internet, được chưa các bạn? Đó thì có keenly là rất hoặc là cực kỳ. Nó không còn là hăng hái nữa. Được chưa? Làm sao để chọn aware để familiar, bạn nghĩ là gì em? Là thân thuộc hay? Thân thuộc, quen thuộc, đi theo với giới từ là gì? With thầy. Không có with, familiar gì các bạn? Familiar gì? Tu thầy. Đúng rồi, familiar tu. Được chưa? Đó, it's familiar to me. Được chưa? Tiếp tục thầy có sensitive là gì? Là nhạy cảm thầy. Nhạy cảm. Còn sensible là gì? Nhớ không em? Sensible là gì? Là có óc suy đoán. Đúng rồi, chính xác. Thầy dạy các bạn chữ sensible là gì? Có óc suy đoán. Được chưa? Đó, một người lúc nào cũng đưa ra những cái quyết định gọi là đúng đắn. Có óc suy đoán là những người đưa ra những cái quyết định đúng đắn. Và đề thi rất là dễ ra cái từ này. Gạch chân chữ sensible. Tìm từ đồng nghĩa hoặc tìm từ trái nghĩa. Được chưa? Sensitive là gì? Là nhạy cảm. Được chưa? Sensible là gì? Đúng đắn. Rồi có óc suy nghĩ, rồi có óc suy đoán. Được chưa? Là những người đưa ra những cái quyết định nó đúng đắn đó. Được chưa các bạn? Đó, ổn ha. Còn sensitive nó còn mang nghĩa là gì nữa? Em có nhớ không? Sensitive bữa thầy dạy rồi, còn mang nghĩa là gì? Cảm thông thấu cảm. Đúng rồi, chính xác. Cảm thông thấu cảm. Được chưa các bạn? Ví dụ một người nào đó, ví dụ mẹ thầy đi, là một người rất là sensitive. Không phải nhạy cảm mang nghĩ tiêu cực mà kiểu như là rất là dễ thấu cảm, kiểu như hiểu cho người khác, gọi là sensitive. Hiểu các bạn? Vậy trái ngược với sensitive là gì? Không thấu cảm cho người khác là gì? Insensitive. Đúng không? Vậy chứ, vậy hết rồi. Được chứ? Nói chung là ngày hôm nay bạn nào mà vào mới vào đó cảm thấy kiểu như là nhiều từ vựng đó thì thầy cũng nói rồi, toàn là từ vựng thầy dạy rồi không à. Đúng các bạn? Sensible là có óc suy đoán, sensitive là gì? Nhạy cảm hoặc là gì? Kiểu như là thông cảm cho người khác. Thấu cảm người khác, cái trái ngược này insensitive. Để chơi có inform là gì em? Dạ thầy, inform là nắm được thông tin. Đúng rồi, nắm được thông tin. Để chơi thì câu này là gì? Thầy có aware of. Đúng không bạn? Aware of. Thì câu này là gì? Là Alex là cực kỳ, kiểu như là nhận thức rõ được. Thầy đi là nhận thức rõ được chứ thầy không cực kỳ nhận thức nữa thôi. Là gì? Alex là nhận thức rõ được cái gì? Cái sức mạnh của Internet. Để chơi thầy nói với các bạn rồi, Internet là phải có the cho thầy. Được chứ các bạn? Đó, các bạn nhớ là familiar là gì? Đó chính là quen thuộc. Đúng không các bạn? Familiar đó chính là quen thuộc. Làm sao để nhớ từ này? Được chứ? Từ này kiểu như là nó có chữ family là gia đình thì quen thuộc với mình. Các bạn nhớ familiar to me. Được chứ các bạn? Đó, familiar to me. Nó có quen thuộc với tôi. Ví dụ familiar face là những khuôn mặt quen thuộc. Được chứ các bạn? Đó, kịp ha. Rồi làm cho thầy câu cuối cùng đi. Làm thầy câu cuối cùng rồi mình nghĩ để thầy dạy sang lớp kia. Các bạn nhớ as a là một. Các bạn nhớ as a là một. Ví dụ as a teacher là một giáo viên thì tôi lúc nào cũng phải bao nhiêu cái kiểu. Được chưa các bạn? Đó, ổn ha. Rồi câu số 6 này thầy mời một bạn này. Thầy mời bạn Trang nè. Phương Trang đi em. Phương Trang nè. Thưa thầy, em chọn câu D. Rồi chưa? Possess mang nghĩa là gì em? Dạy chưa? Dạy rồi, đúng không? Possess là gì? Sở hữu. Đúng rồi, chính xác quá, đơn giản. Possess nó mang nghĩa là sở hữu. Đọc đây là possess nha các bạn. Possess dạy rồi. Sở hữu nhấn dấu thứ hai. Được chưa? Anh ấy đồng thời cũng sở hữu gì đây? Là những kỹ năng về để sử dụng nó một cách có hiệu quả. Đúng rồi, sử dụng nó một cách hiệu quả. Được chưa? Effectively một cách hiệu quả, dạy chưa? Dạy rồi. Nên tại sao còn trạng từ? Bởi vì thầy có gì? Thầy có chữ use it. Động từ phải còn một trạng từ. Deliberately là gì em? Có biết không? Một cách gì đây? Chắc có biết không? Chắc không đúng không? Đó là một cách cẩn thận. Được chưa? Một cách cẩn thận. Được chưa? Đó. Thật ra nó còn một nghĩa khác nhưng mà hiện tại biết nghĩa thầy. Một cách cẩn thận. Được chưa? Được chưa? Deliberately là một cách cẩn thận nè. Fortunately mang nghĩa là gì Trang? Dạ, may mắn thầy. Đúng rồi, may mắn thầy. Được chưa? Obedient. Đó, thầy dạy các bạn chữ obedient chứ. Mang nghĩa là gì em? Ủa vậy chứ ta? Dạ, vậy thôi, vậy thôi. Đúng rồi. Phải tuân thủ hả? Đúng rồi, không phải tuân thủ em. Đồng nghĩa nó đọc ra từ này, này tính từ của tôi. OB là gì? Là tuân thủ. Dạ, tuân thủ. Đúng rồi, nhưng mà obedient tính từ mang nghĩa là gì? Ngoan ngoãn, dễ bảo.
Được chưa? Viết vào đây là tính từ ngoan ngoãn hoặc là dễ bảo nha các bạn. Biết vâng lời. Được chưa? Thầy có obey, động từ mang nghĩa là gì? Tuân thủ, làm theo. Được chưa? Còn obedient nó sẽ là gì? Nó sẽ là ngoan ngoãn, dễ bảo. Vâng lời là tính từ, ví dụ he is an obedient boy. Anh ấy là một cậu bé ngoan ngoãn, dễ bảo. Được chưa bạn? Thì này không thể là sử dụng nó một cách dễ bảo được. Đúng không bạn? Đó, thì câu này phải chọn câu D. Ok rồi, là thầy làm câu cuối cùng nè. Rồi, là một bạn làm, thầy có thầy mời bạn đoán đi, đoán. Dạ, thầy ơi. Ừ, em đi học rồi hả? Dạ. Ok, dạ thôi ngày hôm nay mình học tới đây thôi ha. Bởi vì 6 giờ 5 là thầy cũng có lớp rồi. Thì các bạn về làm cho thầy rồi nộp lại cho thầy. Các bạn có thể search từ điển thoải mái. Được chưa? Rồi nộp cho thầy rồi thầy sẽ gửi bài sửa. Được chưa? Ngày hôm nay rồi không kịp rồi. Trời ơi, học nhiều quá.